Silo làm ra với mục đích giải trí, không mang tính tiêu cực, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và đây chỉ là game nên các bạn đừng bắt chước theo nha. Rồi xin cảm ơn. Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, đó khu nghèo khó đó, khu nghèo khó đó, khu nghèo khó mà nó nghèo em ơi. Thế rồi gặp em nhưng vỡ đang vỡ tan lần nữa cho ai là do em. Tại sao hello và xin chào mọi người, những người đã quay những số máy bay trên bình quân và chào mừng những người đã quay trở lại với Map Sinh Nhật Mini World. Tại Map này các bạn có thể sở hữu một đôi dép làm mang tình yêu thương của cha, một cây chổi công lý với những cú mép đích chiều mến của mẹ, có nhiều phần quà hấp dẫn trong Mini World đang chờ đợi các bạn. Ủa, hình như lời thoại này là của đời qua tiễn mà đúng không? Yes sir, vậy là đáp 7 năm rồi mọi người ạ. Và con map này đã được ra mắt nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của Mini World. Trong khi tôi mới chơi game từ năm 2018 tính đến nay là chỉ có gần 6 năm thôi. Không biết giờ mình đang sinh nhật lần thứ 7 rồi, lăn chuồng quịch không ta. Và khi mọi người tham gia vào trong con map này, mọi người có thể sở hữu được rất nhiều cái mã gift code với những cái skin VIP độc quyền, cũng như là chơi nhiều tựa game hay cùng với bạn bè của mình. Ở đâu có map tôi nữa nè mọi người. Rồi cái gì đây? Hướng dẫn map sinh nhật Mini World, hướng dẫn chơi map kỷ niệm sinh nhật Mini World 7 tuổi, tiêu diệt bánh sinh nhật có 10% nhận code, bánh sinh nhật hiếm sẽ ra code xịn hơn. Nói gì nữa nè code có thể đã bị nhập rồi, chơi càng sớm tỷ lệ càng cao, code được bổ sung mới định kỳ mỗi ngày. Cái map này ra định tuần, bây giờ tôi mới chơi chắc cũng chưa trễ để nhận code đâu ha. Gọi gì đây, duy nhất ngày 24 sẽ xuất hiện bánh sinh nhật hoàng kim, tiêu diệt có cơ hội nhận tài khoản 7 skin, 7 thần thú và toàn bộ nhân vật. Tiêu diệt quái nhận điểm tiệc tùng. Điểm tiệc tùng là cái gì nữa đây? Và theo cái thông tin mà tôi ngồi tôi bà tám tôi buôn chuyện được cùng với chị Thỏ thì tôi biết được rằng là ở trong con map này sẽ có rất là nhiều cánh cổng để giúp cho anh em tiến vào trong những con map khác ở trong Mini World. Và ở trước mỗi cánh cổng sẽ có một cái hình skin giống như thế này nè mọi người. Còn nếu như mọi người đi vào trong cánh cổng nào mọi người chơi, mọi người thấy hay, mọi người vote cho cánh cổng đó, hoặc đơn giản là mọi người thấy skin của cánh cổng đó VIP bro, thì mọi người có thể vote cho cái map đó, vote cho cánh cổng đó, để mọi người có thể nhận được cái skin được dán kế bên cái cổng này. Ví dụ như cái map của tôi thì giờ tôi sẽ vote cho cái map của tôi để tôi nhận được cái đầu sói, mặc dù là tôi có rồi nhưng mà tôi thích vote để tôi đua vậy, tại cái tính tôi hơi không thua mọi người à. Cũng lâu quá không chơi map bước nhảy không gian, để vô thử coi coi lại giờ nó dịch chuyển sao nha mọi người. Bạn muốn dịch chuyển mới bước nhảy không gian không? Chớ không? Giờ Mini World nó có cái cơ chế dịch chuyển là đỉnh dữ ta. Rồi ok, giờ map này chơi sao đây? Ủa quên map này của mình luôn á bạn. Rồi ok, vô bắt cua thôi mọi người ơi. Hình như map này là cái map mà mình lúc mình chưa chỉnh đúng không ta? Hình như đây là cái map cái lúc mà mình chưa chỉnh nè mọi người ơi. Cái map này nó vẫn đang là cái map phiên bản cũ nha anh em. Hiện tại mình đang chỉnh cái map bước nhảy không gian lên tới một cái tầm cao rất là deep super go rồi. Map này là map cũ chưa chỉnh nha anh em, nên là anh em nhìn thấy nó còn phèn phèn, anh em thông cảm nha. Và ngoài ra thì ngoài cái map của tôi còn rất nhiều con map khác nữa, ví dụ như map Sonic bắt cua 1, hay nếu bạn nào có tâm hồn lọt xuống vực thì các bạn có thể chơi map Bad World. Hay một show giọng hát khủng bố của mình thì có map hát New Version. Ngoài ra thì còn rất nhiều con map khác nữa như là chơi tiền bảo bối của Doraemon hay là map Agibagi. Ây à, tự nhiên map mình được lên trong đây, chắc tôi nghĩ tôi phải update map của tôi lên quá chứ để map vậy chơi. Trời ơi mấy bạn chửi tôi chết. Trời ơi cái gì vậy? Tôi nghe bảo đâu là vô map này là đánh bánh kem được nhận quà mà sao giờ bà nội thì bà đánh luôn chị Thỏ rồi. Để tôi đánh ké cho. Bao nhiêu muốn bước bái vô đây chị Thỏ chứ đè ở đầu tôi để tôi đánh ké giùm bạn tính hộ nha. Ha, xong rồi, cái gì cố lên nha, lần sau sẽ có. Ủa là đánh bà Thỏ là có code thiệt á hả? Ok, mặc dù mới vô phòng ơi đã có bạn si bắn nhận ra tôi rồi, mặc dù giờ tôi flop chảy luôn nhưng mà không sao anh em ạ, miễn sao anh em mình vui là được ha. Flop thì sao kệ bà nữa. Miệng cười nhưng mà lòng đau lắm. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy hên bằng cách chúng ta đánh anh đánh sao AGL nha mọi người, để coi coi thử coi đánh anh này có ra được code hay không đây. Lần sau sẽ có. Ủa sao cố lên lần sau sẽ có chứ may mắn lần sau hoài vậy ta. À đấy rồi, trong đây có bánh kem mọi người ơi. Phi dép hơn trưởng. Nghe phi hụt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mấy con bánh kem này. Tiếc quá không có code. Ui tuyệt vời quá vậy mọi người. Ê nãy giờ sao tôi đánh lên thấy không có code không á anh em. Chúc mừng bạn được cái nịch. À vậy là bây giờ là mình sẽ vào trong cái map này. À bây giờ quên đọc UD cho mọi người ha. Thì UD của map này là 10331980. Nếu mà nào thấy map này hay, à nói chung là map này
này có code cho mọi người thấy vô map này để có thể săn code ha. Thì mọi người có thể vào đây để mọi người chiêm ngưỡng để có thể săn những code thì là tuyệt vời nha. Mặc dù nãy giờ là tôi toàn được chúc mừng bạn được cái nịch không rồi đó. Không có code thì không chứ nãy giờ toàn được cái nịch không rồi đó nha. Chúc may mắn lần sau nữa rồi, quá tuyệt vời. Các chị thông báo của Mini World rất là dễ bị ăn đấm luôn nha mọi người. Chúc bạn may mắn lần sau, có chúc mừng bạn có cái nịch không à. Và đây là bên trong căn trường học của cái map này mọi người ơi, nhìn rất là VIP Pro luôn nha mọi người. Anh em nào mà đang muốn gọi là săn những cái skin siêu cấp VIP Pro hay là săn những cái ặc gọi là có những cái sự kiện, những cái skin VIP thì mọi người có thể vô map này để mọi người săn bánh kem giống như tôi nha. Đó, mặc dù là nãy giờ là tôi chưa có ra được cái code nào để review cho mọi người hết, thì mọi người phải biết được rằng là những cái skin ở trong cái map này rất là hiếm nha mọi người, rất là quý luôn nha. Nói chung á là những cái skin ở trong map này là chỉ có những bạn nào mà đô la thần trưởng hoặc là mini su thần sầu thì mới có được thôi đó, chứ còn những bạn mà chơi free cày chai là khó có lắm. Ở đây coi vô nhà vệ sinh coi có ở này lớp học mọi người ơi. Ủa mà tại sao tôi nghĩ tới cái gì mà tôi phải vô nhà vệ sinh kiếm bánh kem ta? Trời ơi, thứ tôi cần, sự kiện sinh nhật lớn 7 của Mini World ngay tại màn hình. Ok, ở đây chúng ta sẽ có lâu đài ngụy trang, có một cái bảng xếp hạng nữa. Trời ơi, ông nào mà chơi cái map này tận 5128 trận thắng dữ vậy ba. Ở top 1 thì sẽ nhận được một skin Black God. Ây da, 10 cái thẻ sinh nhật. Ôi da, có theo thẻ xếp hạng luôn hả trời, dữ ta. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái phần quà ở trong hoạt động nữa. Thì ở trong đây thì nó sẽ giới thiệu về map ký ức của cái map để mình chơi đó. Tiếp theo là mình sẽ tham gia hoạt động mừng sinh nhật 7 tuổi, nhận skin miễn phí và avatar. Go! Tham gia cái coi nè. À là cái sự kiện này đó hả? Rồi thôi bây giờ mình bỏ qua cái đó đi ha. Bây giờ tới một hàng ngày nè. Hàng ngày ở đây mình sẽ có một cái quà đăng nhập. Ai chết rồi, tự nhiên cái tôi chơi trễ 7 ngày xong rồi cái giờ cái đăng nhập được đúng cái mũ cá mà cái mũ này mình có rồi. Mà có 7 ngày à. Trong khi mình có vĩnh viễn rồi. Thôi bạn nào không có bạn vô bạn nhận cũng được nha. Ở đây mình còn có nhận đậu mini. Cái gì đây? Tích lũy. À tích lũy mọi người ơi, cái này là quà tích lũy nha. Còn code nào đây là khu vực nhập code mới ha. Và chúng ta có gói quà giới hạn hàng tuần. À đù. Rồi ở đây thì mình có một cái lịch khoe UYD cổ. Ngày 14 tháng 3, trời má, hôm nay tôi quay video là vào ngày 23 tháng 3 má. Để tham gia khoe thế coi. UID của tôi cũng thuộc dạng UID cổ đó mọi người. 11202405 8 số. Có bạn nào UID nhỏ hơn 8 số không? Bình luận phía dưới flexing cho những người khác coi nè mọi người. Mini World UID càng ít số là người đó chơi càng lâu năm nha anh em. Ok, thì nhân cái sự kiện sinh nhật lần thứ 7 này của Mini World, mặc dù là tôi chỉ mới chơi game được có 6 năm thôi nhưng mà mình cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm với cái tựa game này. Và đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui, đắng, cay, hờn, giận, thậm chí là hạnh phúc. Thì mình cũng có đôi lời muốn gửi đến Mini World. Thì mình chúc rằng là Mini World sẽ càng ngày càng giữ được cái phong độ càng ngày càng hay hơn và update nhiều cái chế độ tuyệt vời hơn cho những cái bạn chơi, người ta có thể trải nghiệm những cái mới mẻ hơn. Và đặc biệt là có thể fix lắc để tôi có thể tổ chức nhiều cái mini game hơn cho các bạn chơi cũng như là những cái giải để các bạn tham gia ha. Đó, và chúc Mini World thì càng ngày càng xinh đẹp, ăn gan thịnh vượng với lộc phát tài, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như giọt gà cái phiêu 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 ha. Rồi và mình cũng xin chúc tất cả những các bạn đang coi ở trên kênh của mình có chơi về Mini World thì chúng ta đã cùng trải qua biết bao nhiêu cái kỷ niệm buồn vui với cái tựa game này rồi. Từ cái khoảng thời gian thời kỳ đầu lúc mà mình mới bước qua tựa game này thì các bạn vẫn luôn ở đó và ủng hộ mình, và mình vẫn luôn ở đây để có thể gọi là tạo ra những cái tiếng cười và tạo ra những cái niềm vui cho mọi người, và mọi người vẫn luôn đồng hành cùng mình trong xuyên suốt cái quá trình mà mình làm YouTube đến tận thời điểm hiện tại. Thì mình có đôi lời gửi lời cảm ơn các bạn rất là nhiều trong suốt 6 năm vừa qua. Nói chung là cũng không biết nói gì hơn này, mà nói chung là quá là cảm xúc, bởi vì 6 năm không phải là một con số quá là nhỏ mọi người, nó là một con số lớn và rất là dài, rất là lớn và dài luôn á. Và thật sự là mình rất là biết ơn Miwo bởi vì đã có nói mình đến với rất nhiều bạn khán giả trên kênh của mình, cũng như là đã cho mình được đến như hiện tại, và có Mini World mới có mình của ngày hôm nay. Và mình hy vọng rằng Mini World sẽ mãi tiếp tục giữ cái phong độ như thế này và thậm chí là phát triển lớn hơn nữa để nhiều người ta cùng biết đến Mini World ha. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã chơi Mini World được bao nhiêu năm rồi thì các bạn đừng quên flexing ở bên dưới cái phần bình luận để coi coi là các bạn có chơi lâu hơn mình hay không, hay là các bạn cũng chơi bằng mình thì đừng quên bình luận bên dưới để flexing nha. Riêng tôi được chơi Mini World từ 2018 là tính nay cũng được gần 6 năm rồi đó anh em. Ok, và nói chung đây là cái sự kiện của Mini World, thì các bạn tham gia vào sự kiện này thì các bạn có thể trải nghiệm được những cái con map cũ của Mini World đó, và đồng thời thì các bạn có thể vote những cái con map mà các bạn thích, sau đó thì các bạn có thể gọi là nhận cái skin dựa theo cái lượt vote
Đây cái map của mình hiện tại đang là 1400 ha. Đó thì các bạn nếu các bạn xin skin nào thì các bạn có thể vote cái map đó để các bạn có thể nhận được skin đó ha. Và trong map này thì các bạn có thể đi đánh những cái con bánh kem để các bạn nhận code đó. Mặc dù là nãy giờ tôi đánh thì toàn là chúc bạn may mắn lần sau hay là chúc mừng bạn có được cái nịch, nhưng mà mình vẫn tin rằng là sẽ có một số bạn ở ngoài kia vẫn may mắn hơn mình, có thể gọi là ra được những cái code xịn sò. Còn tôi thì tôi đen quá, tôi không có ra được mọi người ơi. Ok, và nói chung là tin tức của mình như đây thôi. Thì sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện rất là đặc biệt, thì mình sẽ cập nhật hàng ngày ở trên kênh của mình để cho mọi người biết thêm về video ha. Còn bây giờ thì video kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Bye bye.